Chào cả nhà. Chào Chào nhà nhà. nha. Nay mấy anh em mình tiếp tục bắt mấy ổ ong rồi vậy cả nhà ơi. Nay thấy được năm sáu ổ gì á, chắc vô vô trỏng lựa mấy ổ nào bự bắt cả nhà ơi. Bây giờ cũng chưa có biết nữa, bữa thấy mà chưa có rõ. Giờ mình lựa mình lắp chừng ba ổ bự trước đi. Ba ổ bự thôi. Giờ mình trước nhất là mình bắt lấy luôn ong bay luôn nha. À, Giờ mình ngâm rượu. chắc bắt hai ổ, lựa hai ổ nào bự á, bắt lấy con luôn Bắt lấy về hà mấy ngâm hàm rượu. bắt lấy ông già về ngâm rượu uống bị ra Lấy huyết ông huyết về ngâm trị bệnh cả nhà ơi. Vòng vòng cũng nói ngâm vẽ ngâm rượu á, trị bệnh khớp rồi đó. nhức mình nhức mẩy Anh em nhức mình khớp bắt kiếm bạn ổ về ngâm rượu trị bệnh ngay được không? Được được, ngồi xe lăn luôn cả nhà ơi. căng học lăn Thì ngâm mà cũng ngồi cho lăn á, ngồi cho lăn thì có thuốc ông dễ ngâm cũ uống vô đỡ hết này nè, đi tiếp có gì nữa. thôi đi, thôi vô tới ông quay cho cả nhà coi Trước nha. thì ngâm cũng anh em uống, nếu hiệu quả cũng cho bà con cô bác vòng vòng sớm mình cũng trị bệnh đó cả nhà. Giờ mấy anh em mình đi ha. Tới của ông này nhà cả nhà ơi. Có một ổ trong kia, hai hai ổ nữa trong kia, ba ba ổ Năm kia, ba ổ. ổ mà hai hai ổ bự, ổ Khu này là mấy ổ luôn cả nhà? Đây năm một ổ, ổ nè. năm ổ, sáu ổ, Để mình đi vòng vòng quay cho cả nhà coi mấy ổ. mấy ổ đó chắc là quay được không, kết quay cháu quay được không, Đây năm ổ nữa ổ nè là cả quay nhà. luôn lắm. Rước lại đi, rước luôn luôn đi, rồi cắt lại đi đó. Đây ổ nữa nè. Thấy có không? Bên kia ngổ nữa. Quá trời luôn mày. Ổ này bự nè cả nhà. Ổ ngay mặt trời luôn, quay cháy quá cháy. Ngay mặt trời luôn. Dưới đó quay dưới lên ông còn quay được không, dưới quay lên được không, 4 ổ 5 ổ rồi đó cả nhà, bên đây nữa, cái lộ quanh đây nữa, nhiều lắm, cái chục ổ luôn. Cái này nó vô khu vậy, vô khu vậy vào đây, ổ nhỏ nữa nè. Đây ổ nữa nè cả nhà, thấy chưa? Nhỏ 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 không à. Giờ mình lựa ổ bự mình bắt trước cả nhà ơi. Còn nhỏ mình dưỡng lại, mốt mình bắt tiếp. Thấy rồi, quay rồi. Quay rồi. Anh em đang chuẩn bị đồ nghề nè cả nhà. Vô rồi chiến đó. Đeo bắt kiến luôn chưa ạ? Bữa bắn vào mắt cái trai chịu nổi này, đeo bắt kiến. Cái khẩu trang này là để cái lưới phủ xuống, nó không chích được gì mình. Nằm khu bên đây nè. Rồi cả nhà đợi chút nha, anh em mình chuẩn bị đồ nghề cái quay cái bắt cho cả nhà coi. Mấy mấy coi mấy miệng nha. Không thấy gì luôn. Rồi bít miệng rồi đó. Con miệng là à. Được chưa? Cứng chưa? Rồi, hợp lệ một ổ. Này mấy miệng? Một miệng nữa. Cấp. Cấp này không chá nè. Đưa cái cây cao lên chút nữa. Ê, Thiêm. Đừng động đây. Trong lưng. Này mình chơi mình ém miệng luôn cả nhà ơi. Ém miệng cái đoạn lát mình lấy túi mình túm mình bắt luôn cả chị lần trời bắt hết, nhỏ lớn bắt hết. Quá trời chặt cây dài. Ơ nó chui ra kìa em.
chặt cái này công luôn. Nó ra quá trời vậy Kim. Biết rồi. Dữ lắm rồi. Chặt miệng, nãy chặt miệng gì đó. Anh thủ chiếc đi dứt hai ổ này đi thôi, nó đậu là nó tụt cái miệng ra luôn á. Kim ơi. Gì? Vậy rồi qua câu xuống là đưa túi vô bẻ luôn được rồi. Thằng ném nữa. Ngắt rồi. Bẻ gì rồi? Ra ngắt kia rồi. Đấy. Quá trời rồi. Chiếc đi. Rồi bẻ lâm luôn. Ổ này chắc không được rồi. Thất bại rồi. Kéo đâu? Có kéo thì có. Để thôi rồi. Bể bỏ luôn đi, bắt ổ đông đi. Sao bắt kẻ nổi? Hả? Nó bể vẫn ra trơn còn gì nữa ấy. Chùm mẹ đi đừng như được. Này thả con đi. Ủa thả con đi. Ừ thả con đi lát bắt con khác. Đụng vô mặt cái cạch cạch. Nó hung quá. Bể thì lưa chứ. Bông. Giục lâu không để ý đang đắt rồi không biết được kiếm đó. Còn bông giục. Còn không? Rồi con. Chạy đó. Sao? Téo đạm xuống được không? Ừ. Cắt thành bông rồi ngon lạnh đi. Cái nó mạnh tầm luôn, cái đầu kéo nó rẹt luôn à. Đâu con. Trống rồi mà kéo qua nó bay trong túi mạnh chứ đâu. Rồi không có dây gốc về sao? Nó mới từ cầm tay à. Thấy đường quay không mày? Đây túi đây. Cầm lại. Làm xạo xạo coi. Dột miệng tuôn ra bây giờ để xào xào khỉ hoài à, cắt hoài à. Tấm tấm đi cắt qua. Bỏ vô đi. Sao không? Ra rồi. Hả? Hết ra rồi. Nó bị nhốt vô chuồng cột nó giữ hen. Ổ này im hơn ổ nãy. Làm xào làm như cái đồ chai bảo vậy. Vũ thôi, trời này nó khô. Vũ cho nó khô, nó mạnh chứ khô nha. Rồi lội ra đi. Cầm hai cái cây chỉa này. Trên đầu còn ổ nữa. Chừng bể. Thấy không? Có đẹp. Chắc chắn mà. Trời thấy vậy còn quá trời không ha. Chóc luôn đó, giờ càng ngày càng ra đâu. Ừ. Vì cái ổ này cả nhà, cái ổ này nãy cũng thất bại, cái ba cái bồng bông nó hơi nhiều quá. Cái đầu cái gỉ cái đầu nó bị tét ổ nó ra. Dũng cho xuống đi, cái mình tính ngang đó, cái đi bung cái miệng nhét cái ổ này vô cho nó. Nè, đây còn mấy con trên nè. Cái ổ này nó mới hàng hiệu rồi cả nhà. Nó bồng ngủ hiện đại giờ nãy cái miệng nó còn luôn nè. Ô làm gì đâu. Bây giờ nó bóp lại đi, bắt đầu nó đi. Bóp đầu đã đi. Cái bây giờ nó ra nó cũng đâu có bánh đâu, nó ra nó bay luôn à. Hết hồn hết vía ha. Có kiến gì mà nó còn bóp gì. Nó còn dưới cả. Vô. Đó. Rút. Rồi, đang tròn. Ra dữ đại luôn. Đập không? Ghê không? Vô. Rút lại đi. Đúng cho nó cứng lại đây. Để nó lên là nó chui nó khỏe ra đó. Một cái cho nó chết luôn đi. Ừ. Rồi giờ phát ổ cho nó ra luôn không được nữa. Vô xào xào tổng cái nhau. Dữ đại. Dữ lắm, ổ này bự mà. Dữ rồi. Trời vô cái nè. Nghe không? Ừ vô nó ra nè. Phát lại luôn game tập khỏi cho nó ra đi. Đó, dạ đó. Đâu không? Đen luôn rồi. Dữ lắm. Về nước trắng nước luôn chứ sao bóp đầu nổi. Ăn nước trắng nước phơi khô ngâm rượu. Nào cầm cái này lại nuôi có con. Chết. Nhớ chắc tầm 200 con làm thuốc. Vậy thôi ăn về.
rút đại đi, rút nữa đi anh ba. Để... rồi, dễ gì ra được. Rồi lại chiến đấu tiếp. À, bắt con ổ hai ổ nữa cả nhà ơi. Ổ gắn... này hồi đựng cái lấy cây đây. Tôi gắn ở nhà hàng rồi, luôn. Đi ra. Em theo con túi. Hàng. Đi lắng chơi nữa cả nhà ơi. Rồi chiến tiếp, giờ có ký không thôi, địch vô mắt là đâu có bắt được. Rồi có nhiều. Không được, lắc mày lấy cái tay đâu mà cắt. Không thấy cái lỗ nè. Lỗ bên đây nè. Lỗ bên đây, ừ. Thấy không? Chưa thấy luôn. Đó. Dán, không được, dán ra công cột lại nữa. Thấy chưa? Cái miệng đó. Cái này không có chơi, mình là dở chơi, cái lưỡi mùng cá nó trống phải không? Nó trống dễ thấy đường hơn. Hợp lại. Quần xéo bên đây nè. Đúng rồi, hợp lại. Xuống nhẹ nhẹ, từ từ. Không cần gấp. Ừ, chừng bể ổ. Rồi, cắt được rồi đó. Chịu đi. Mình cho xuống chút nữa để trả lại vừa phải không? Tao dám đưa tay lên nè, tao đưa tay lên cao nãy giờ. Mày hoàng đại xuống này cho nó trả lên rồi vừa. Hoàng đại xuống cho bằng nước đi. Ừ. Nữa. Rồi, thôi, hợp lệ. Buông ngang. Rồi. Tổng chưa được lên mày, không được. Được rồi. Rồi, đâu rồi, ông đâu xuống rồi anh sợ. Không xuống không? Không, không xuống nào vậy. Xèo xèo chóng á. Bóp miệng lại phụ nha. Thiết tình với mặt trời. Quay qua bé đây. Không thấy đường tắt luôn. Quay ở đây tắt thì nghe thấy rồi. Đứng né bên thôi. Người sáng được cấp. Quá tự ra là gì xèo xèo dưới này cả nhà ơi. Quá dữ tợn rồi. Này mình bắt cái con ông bay này luôn, giờ mình găm đủ cả nhà. Mình mới bắt cái này nó cực khổ dữ lắm. Em không dám vô luôn. Không có đồ bảo hộ. Phải không? Ôi ô, nó rầm gần gần trống cả nhà. Động quá, cắt động quá. Mày đứng cắt ngang kia, mày đứng cắt ngang, mày cắt kéo nó mới đứt nó nhanh đó mày không? Cắt kéo á, cắt kéo để cắt kéo nó mới đứt. Cắt ngang nó mới đứt. Cái nhánh nó bự kéo mình nó nhỏ. Các con được đưa sát chạy nghiến á, nghiến qua nghiến lại á. Đưa sát chạy vô. Hợp lệ. Này chủ yếu về làm thuốc chứ không phải là về ăn nha cả nhà. Làm thuốc mấy anh em mới bắt cái này nè. Bắt ổ này nè cả nhà, bắt thêm ổ này nữa về. Hồi nãy giờ dự định nó bắt có ổ mà giờ bắt thêm ổ nữa 4 ổ. Quá trời, khu này 10 ổ, bây giờ bắt bớt cho nó qua mấy ổ kia đóng cho mau bự lên. Còn ổ nhỏ nhỏ không à? Nhỏ nhỏ không? Giờ có hai ổ đánh. Đứng vô nào, đứng vô đó sao đưa vô được. Rồi ém đi. Ém miệng. Miệng mày ơi, cắt miệng. Ra bổn rồi. Rồi, bít rồi đó. Bít. Thả cho nó bớt, nó bắt địa chủ, bắt hết đến địa chủ thì sao? Cũng chờ mớ cho nó thanh sản nữa, nó đóng nữa mới có bắt nữa chứ. Này. Mẹ qua bển này đợi đi luôn được, ra luôn thì cũng được. Lội xéo qua bãi luôn, khỏi lội bờ sáng luôn nữa. Lội xéo bãi là tới chuồng luôn á. Rồi dài kiếm chuột luôn. Ừ. Coi chừng rớt cái ghim ơi. Coi chừng nó rớt cái bồng ngủ á biết không? Yeah. Này hồi nãy quên đem cái ghế theo. Rồi trời, bể luôn gì rồi? Rột rồi đó. Bể rồi. Bể quá trời rồi. Bể nát rồi, gô gã trơn luôn rồi. Ô bể rồi mày ơi. Bể không? Bể rồi. Bể thả rồi mày. Bể. Bể nhầm rồi. Không phải.
ghi rải xuống đi, ghi rải xuống, có mày ghi rải xuống, có cái ấy luôn, mày ém miệng lại, có bọc một cái tay bao tay mày ém được mà, còn chỗ nào được cái chỗ nào được xuống đấy, bắt trở nó ra rồi, rồi tắt bét luôn rồi, bét luôn còn gì nữa đâu, bét này tắt bét luôn rồi, quá trời bông rồi, quá trời bông khó chịu quá, đó. Nó nhộng rồi. Ừ. Quá trời nó ra rồi, muốn cay luôn. Quá trời nó ra rồi. Bò đường đó vô luôn, bò đường đó vô trống luôn, ra luôn. Ra hết luôn phải không? Dạ. Lỏng luôn. Rồi vô luôn. Ăn vô luôn. Ừ. Quá trời nó bay rồi. Nó xuống kìa nè, đó, chỉ đó rồi. Cái miệng lại quá đẹp rồi, quá đẹp rồi, vô rồi, vô đen con rồi, ý là cái này nó chưa bể hết đó đâu nhau, chưa ra hết đi, mình đem qua bờ đây tính á, tốt bốn ổ cũng được, má ông già cái này nhiều chứ, cả ngàn con luôn chứ, nè hết hồn không, đuôi đen luôn nè. Đó, đó. Ôi giời, quá trời trời mà. Quá trời rồi. Đây về ngâm hũ tặng cho bà con nè, nuôi nào bệnh đau khớp rồi nhức lưng rồi ha. Nhân dân người hũ rồi uống cho bà con rồi. Hũ cho ba bốn con mấy con hết biết rồi. Hũ kia bệnh mà. Này mấy anh em bữa nay đi bắt chủ yếu là bắt ông sống nhân cả nhà, bắt ông bay là về ngâm rượu tặng cho bà con mấy người nào bệnh khớp rồi nhức lưng nữa tặng bà con người hũ uống. Còn ông bay không nè. Dở đi mày. Đó. Quá đẹp dữ đợn. hai bồng chắc cũng hơn ngàn á, ngàn con ha, ngàn cho nó ngàn lại à, đâu giữ anh 500 tỷ thấy vậy không có đồng. Ừ. Chứ bữa về tôi kẹo con á, vậy không đồng đó. Đúng. Đúng. Thơm mùi mật luôn, trời mật luôn, nước đáy nó không bay mà ra thơm mùi mật luôn cả nhà. Vậy là về phải không, cho nó chết cho đầu phơi, thấy không, phơi cho nó khô hoàng, mua rồi rượu mà loại rượu gốc á, lấy đồ đặt rượu gốc á ngâm. Dạ ổ ông không bự người ta chứ hồi xưa ổ nào lấy đi làm cái kiểu 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 giờ có đâu bự, cái ổ nào lấy cởi sọt vậy nè, giờ nhỏ 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 không, giờ người ta đi gùn nhiều quá, người ta gặp cái bắt trơn à, đâu lớn kịp, dụ xuống phải tấm dọn cái xuống hồi. Thôi anh em chào cả nhà về luôn nha, hẹn cả nhà quý giới sau nha, chào cả nhà luôn á, rồi chào cả nhà luôn á. Bây giờ bắt ông thì không rồi cả nhà, bắt bây giờ bắt ông công nghệ mấy, bắt luôn con sống con bắt hết, con bay bắt hết, không có đốt như ngày xưa nó bị tuyệt chủng ha.